xin mời tất cả các bạn cùng tôi đến đội thiện nguyện đội 6 xã Liên Phương, thành phố Hiên nhé. Hôm nay nghe tin đội thiện nguyện đến nhà một bạn cùng một tổ phụ nữ, một những gia đình rất là khó khăn, là đội thiện nguyện đến đây giúp đỡ gia đình. Là xin mời các bạn chúng ta cùng đến gia đình nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay tôi đến phụ nữ đội 6. Được tin chị em phụ nữ trong đội 6 là giúp đỡ thiện nguyện chị em trong hội. Những chị em mà có những điều kiện khó khăn thì hội đến làm thiện nguyện giúp chị. Chị gì nhỉ? Đỗ Thị Hậu. Vâng. Giúp chị Hậu phá dỡ công trình nhé. Xin trân trọng giới thiệu chị ra nhỉ? Tôi là Hoàng Thị Ca, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đông Triều. Thế động cơ gì mà chị tổ chức chị em đến giúp chị chủ nhà đây? Thực ra chúng tôi cũng chỉ là chị em giúp nhau thôi. Hội viên gặp khó khăn hoặc có những hoàn cảnh khó khăn mà cần đến chúng tôi đã sẽ đến giúp đỡ. Thế tổ của chị hôm nay đi là có mấy người? Tổ của tôi hôm nay là có 3 người. 3 người có những ai chị? Có tôi và chị Đào. Chị tên là gì? Chị lấy rõ tên. Tôi là Hoàng Thị Ca và chị Đào Thị Mỹ với lại chị Lèo Thị Tuyến, là tự nguyện đến giúp chị Hậu để tháo dỡ công trình để chuyển nhà. Và cùng với cả ông trưởng thôn và đồng chí bí thư chi đoàn của thôn Đông Triều tháng này cũng đã có mặt. Vâng. Cái chị này làm là hoàn toàn bằng bằng cái tâm của mình đúng không? Vâng, đến... chính xác ạ. Chúng tôi tự nguyện đến giúp đỡ cho chị Hậu thôi. Vâng. Vì thấy là chị cũng có hoàn cảnh khó khăn và thôn cũng tổ chức các đoàn thể đến để giúp đỡ chị. Nên là phụ nữ chúng tôi cũng tự nguyện gọi nhau đến để giúp đỡ chị tháo dỡ, chuyển tất cả những cái đồ dùng của chị để chuyển đi về nhà mới.
không? Những cái cổng kia có cho lên không? Có cho những tấm cổng kia cho loạt luôn, nó vào dưới này tí nha, cho củ lên nó chết. Cổng đây vừa, cái dài to lắm, không vừa. Cả đầu gia đình nó. Tấm đi ngắn. Thiện nguyện đội 6 xã Yên Phương nhé.
tranh thủ thời gian một tí anh em ngồi tào lao xong lại tiếp tục công việc. Hôm nay là cảm ơn tất cả các ông cán bộ trong xã và giao trách nhiệm cho ông trưởng thôn ở xã đội 6 thôn ông Chiểu xã Liên Phương và tất cả bà chị em phụ nữ là có bà ca là chi hội trưởng của đội 6 thôn ông Chiểu anh chị em đến giúp đỡ tận tình. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các ông cán bộ xã và trưởng thôn phó thôn và tất cả anh chị em trong đội.